Kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị dừng các hoạt động tôn giáo có tập trung đông người sau Tết để phòng dịch. Tàu chở container tông sập cầu đang thi công cầu của dự án cao tốc Bến Lức Long Thành không có người thương vong. Hàng chục triệu người Mỹ phải sống trong cảnh mất điện, không nước sạch dưới cái lạnh giá rét. Thưa quý vị, tối 21 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC phát đi thông báo cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức gỡ bỏ phong tỏa cho 4 địa điểm thuộc quận Gò Vấp và quận Bình Tân. Như vậy, đến 18 giờ chiều qua, thành phố chỉ còn 2 điểm phong tỏa tại quận Tân Bình, gồm lô F chung cư Carillon và đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15. Với việc thời điểm sau Tết diễn ra nhiều lễ hội tôn giáo, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong hơn một tuần vừa qua, thành phố chưa ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ dịch vẫn còn hiện hữu, đặc biệt là có một lượng lớn người dân về Thành phố Hồ Chí Minh từ các tỉnh khác sau Tết Nguyên Đán, cùng với nhiều lễ hội tôn giáo sau Tết. Điển hình chùa Viên Giác, quận Tân Bình, ngày 19 tháng 2 tổ chức lễ cầu an nhưng tập trung đông người, không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch đã bị tạm dừng hoạt động. Trước tình hình này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên. Trong trường hợp có tổ chức dưới 20 người hoặc đến khi được phép tổ chức các lễ hội có trên 20 người, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự cũng phải tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức. Chiều qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo cho biết người từ 3 tỉnh thành là Hà Nội, Quảng Ninh và Gia Lai đến thành phố sẽ không còn cách ly tập trung. Thay vào đó, họ phải cách ly tại nhà 14 ngày hoặc tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế và khi có triệu chứng bệnh thì báo cáo cơ quan y tế. Trước đó, căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cơ bản đã được khống chế. Sở Giao thông Vận tải tỉnh này đã ra thông báo khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa địa phương và vận tải đường bộ nội tỉnh, trừ hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thị xã Đông Triều. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 21 tháng 2, hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh ra vào Quảng Ninh vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động, trừ các trường hợp đặc biệt như xe cứu thương, xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, xe của các cơ quan ngoại giao, xe đưa đón công nhân, xe chở người đi tỉnh khác khám chữa bệnh phải có giấy chuyển viện của các bệnh viện có thẩm quyền, xe đưa đón người đi chữa bệnh phải xuất trình giấy ra viện. Thưa quý vị, bản tin 6 giờ sáng ngày hôm nay 22 tháng 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới. Trong ngày hôm qua, có 90 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 của tỉnh Hải Dương được công bố khỏi bệnh. Thêm một ổ dịch vừa được phát hiện tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương với 5 ca mắc mới, đều liên quan đến bệnh nhân LVC. Thông tin được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết vào hôm qua 21 tháng 2. Trước đó, ngày 19 tháng 2, thông qua rà soát sàng lọc, Trung tâm Y tế huyện Kim Thành đã ghi nhận một ca mắc là LVC, làm thợ xây ở xã Kim Liên, và điều tra ban đầu cho thấy bệnh nhân không có liên quan dịch tễ đến các bệnh nhân đã phát hiện trước đó. Đến đêm ngày 20 tháng 2, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là vợ, họ hàng và bạn của bệnh nhân LVC. Bước đầu, huyện Kim Thành đã truy vết được hơn 250 trường hợp F1. Hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ xã Kim Liên với hơn 8.000 nhân khẩu, lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu vực phong tỏa. Tính đến 18 giờ chiều ngày 21 tháng 2, toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 611 ca mắc COVID-19. Hiện số F1 là 14.543 người, trong đó số người đã hoàn thành cách ly là 8.772. Theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã điều nhân lực và trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Hải Dương. Đây là lần thứ hai Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho các tỉnh khác để chống dịch COVID-19 trong đợt bùng phát lớn này. Bắt đầu từ chiều ngày 20 đến ngày 21 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hải Dương đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khoảng 500 tài xế lái xe vận chuyển hàng hóa được phép lưu thông theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Việc xét nghiệm cho các lái xe sẽ góp phần giải tỏa nông sản hàng hóa đang bị tồn đọng. Hiện CDC Hải Dương đã xét nghiệm cho khoảng 500 lái xe. Các lái xe khi đến lấy mẫu mang theo bằng lái xe và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Chúng tôi không đi làm như này thì coi như là các tỉnh thành người ta coi như là không chấp nhận người lái xe Hải Dương.
Trước đó, CDC Hải Dương đã lập một khu vực để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo nhu cầu. Tuy nhiên, do số lượng quá đông, nên CDC Hải Dương đã chuyển địa điểm ra quảng trường trung tâm văn hóa xứ Đông để đảm bảo giãn cách an toàn phòng dịch. Xét nghiệm SARS-CoV-2 này thì chỉ có giá trị trong 3 ngày. Chúng tôi cũng nên khuyến cáo những lái xe thật sự có nhu cầu và phục vụ cái việc mà vận tải hàng hóa, nông sản trên địa bàn trong tỉnh và địa bàn ngoài tỉnh thì chúng ta làm cái xét nghiệm sàng lọc này. Lãnh đạo CDC Hải Dương khuyến cáo các lái xe nên thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng dịch, đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông, tránh các nguy cơ lây nhiễm bệnh. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, hầm Hải Vân 2 vẫn sẽ tiếp tục được mở để các phương tiện lưu thông mà không phải bị tạm đóng vào ngày 21 tháng 2 như thông báo trước đó. Theo tập đoàn Đèo Cả, thời gian tới, dự án vẫn sẽ tiếp tục đảm bảo vận hành liên tục hai ống hầm Hải Vân sau khi đã thống nhất giải quyết các vấn đề với các cơ quan liên quan. Trước đó, mặc dù đã hoàn thành công trình hầm Hải Vân 2, nhưng do còn thiếu hơn 1.180 tỷ đồng vốn ngân sách và cơ chế thu phí hoàn vốn vẫn chưa được thực hiện, nên tập đoàn Đèo Cả đã thông báo sẽ chỉ tổ chức vận hành ống hầm Hải Vân 2 từ ngày 1 đến ngày 21 tháng 2. Dự án mở rộng hầm Hải Vân 2 nằm trong tổng thể dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả với tổng vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng. Kể từ khi đưa hầm Hải Vân 2 vào hoạt động đã góp phần tăng lưu lượng, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông hơn trên toàn tuyến hầm Hải Vân. Trong phần an ninh trật tự, điều tra xử lý vụ hai nhà xe tranh giành khách đánh nhau. Bắt tạm giam 5 đối tượng chống người thi hành công vụ để giật lại hàng hóa nhập lậu. Một tàu hàng chở container bất ngờ va vào tỉnh không thông thuyền cầu Phước Khánh nối huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh và huyện Nhân Trạch Đồng Nai, làm đổ sập cẩu thi công của công trình này. Vụ việc xảy ra vào sáng qua 21 tháng 2 trên sông Lòng Tàu thuộc dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Lúc 6 giờ, tàu hàng Phúc Khánh dài 132 mét, có trọng tải 8.239 tấn, chở 357 container rời cảng Bến Nghé đi Hải Phòng. Theo tường trình của thuyền trưởng, trong quá trình tàu di chuyển theo tuyến luồng Sài Gòn-Vũng Tàu, tàu gặp trục trặc máy khiến động cơ ngừng hoạt động rồi va vào khoang thông thuyền của cầu Phước Khánh. Vụ va chạm làm 4 container trên tàu rơi xuống sông và làm gãy một cần cẩu thi công rơi xuống đè biến dạng nhiều container trên tàu. Sự việc không gây thương vong nhưng ảnh hưởng đến giao thông thủy, đồng thời vụ va chạm cũng gây thiệt hại về kết cấu cầu đang chờ kết quả giám định. Đến chiều cùng ngày, cần cẩu bị gãy đã được di dời khỏi hiện trường vụ va chạm. Chiếc tàu gặp sự cố cũng đã được lai dắt neo đậu vào vị trí an toàn. Các tàu thuyền khác đã có thể di chuyển bình thường qua vị trí này. Cầu Phước Khánh khởi công năm 2015, bắc qua sông Lòng Tàu, nối huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh với huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Đây là cầu dây văng rất cao với tỉnh không 55 m. Đây là gói thầu thuộc dự án cao tốc Bến Lức Long Thành dài 57 km. Ba người đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi xảy ra va chạm giữa hai xe máy. Vụ tai nạn xảy ra đêm qua trên đường tỉnh lộ 43, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khoảng 20 giờ ngày 21 tháng 2, xe máy biển số 83P404662 do một thanh niên điều khiển, phía sau có chở theo một cô gái, lưu thông hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương. Khi xe vượt qua khỏi ngã ba giao nhau với đường Bình Hòa 19, thì va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 84H41593 do một thanh niên điều khiển. Cú va chạm khiến cả ba người đi trên hai xe máy ngã văng xuống đường bị thương nặng, được người dân chuyển đi cấp cứu ngay sau đó. Tại hiện trường, hai xe máy nát bét, nằm chắn hết hai làn đường. Lực lượng chức năng đã có mặt xử lý vụ tai nạn. Hôm qua, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra vụ việc hai nhà xe tranh giành khách đánh nhau tại địa phận của huyện. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20 tháng 2, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Bình An, huyện Thăng Bình, xe khách mang biển số tỉnh Gia Lai và xe khách mang biển số thành phố Đà Nẵng đang chạy cùng chiều thì xảy ra mâu thuẫn trong lúc đón khách. Nhóm người trên xe mang biển số Đà Nẵng đã nhảy lên xe biển số Gia Lai, mang dao dọa chém, đánh đập, hành hung người của nhà xe này. Nhận được tin báo, Công an huyện Thăng Bình đã có mặt lập biên bản sự việc, đồng thời mời đại diện của hai nhà xe đến Công an huyện làm việc trong ngày hôm nay. Hôm qua, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng về tội chống người thi hành công vụ. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 1 tháng 2 qua trên tuyến sông Châu Đốc thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú.
Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm Quỳnh Hoàng Tuấn, Lê Minh Điện, Lê Hoàng Bửu cùng sinh năm 1997, Nguyễn Thanh Hồng sinh năm 1992 và Đào Văn Thanh sinh năm 2000 đều cùng trú tại thành phố Châu Đốc. Khoảng hơn 6 giờ ngày 1 tháng 2, lực lượng công an phát hiện hai đối tượng vận chuyển hàng lậu bằng vỏ lãi composite từ Campuchia về Việt Nam. Thấy có công an, các đối tượng bỏ chạy để lại phương tiện cùng hàng hóa. Lúc này, Điện liên hệ với Thanh, Hồng, Bửu và Tuấn nhờ giật lại số hàng hóa trên. Năm đối tượng đã đâm vỏ lãi vào phương tiện chở hàng đang bị lực lượng chức năng tạm giữ, chống trả và giật lấy hàng hóa. Đồng thời khống chế, xô đẩy thượng úy Đặng Văn Bé Hai ngã xuống sông rồi tẩu thoát. Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 16 tháng 2, các nghi phạm đã đến công an huyện An Phú đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đe dọa, hiếp dâm nhiều lần con gái 12 tuổi của người tình, đối tượng Phạm Thanh Tùng đã bị công an khởi tố. Ngày 21 tháng 2, Viện Kiểm soát Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1990, về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Hoàng Thị Thu Huyền, sinh năm 1987, cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, cũng bị khởi tố về tội hành hạ con. Hiện bị can Phạm Thanh Tùng bị bắt tạm giam 4 tháng, còn bị can Hoàng Thị Thu Huyền được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Theo thông tin ban đầu, cháu B, sinh năm 2009, ở cùng mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền. Huyền có quan hệ tình cảm với Phạm Thanh Tùng. Tùng thường xuyên đến nhà Huyền chơi, ăn cơm và ngủ lại. Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, lợi dụng lúc Huyền không có nhà, Tùng đã nhiều lần ép và đe dọa vũ lực buộc cháu B phải quan hệ tình dục. Cơ quan điều tra cũng xác định cháu B thường xuyên bị mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền sử dụng ống nước, dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay, lưng khi cháu không nghe lời. Bác của em B biết chuyện và báo cho bố của B. Vụ việc sau đó đã được trình báo với công an phường Hà Cầu. Tiếp theo trong phần tin thế giới. Lật tàu đánh cá ở Hàn Quốc, 4 người bị mất tích, trong đó có thuyền viên người Việt Nam. Để hiểu hơn về quá trình lão hóa của con người, một nghệ sĩ ở Jordani có cách mới, làm gấu bông già đi. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Seoul, sáng qua 21 tháng 2, cảnh sát biển tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc đã phát hiện và cứu được hai thuyền viên trên chiếc tàu đánh cá Cherry Ong Ho bị lật ở vùng biển phía đông cảng Gambo. Tuy nhiên, 4 thuyền viên còn lại, trong đó có thuyền viên là người Việt Nam, hiện vẫn còn bị mất tích. Cảnh sát biển đã khẩn cấp vận chuyển hai người tìm được bằng trực thăng tới bệnh viện, một người trong tình trạng bất tỉnh chưa rõ danh tính, trong khi người còn lại là thuyền trưởng vẫn tỉnh táo, song thân nhiệt thấp. Người này cho biết 4 trong số 6 thuyền viên đã mặc áo phao và nhảy ra ngoài ngay trước khi chiếc tàu bị lật. Chiếc tàu đánh cá này đã bị nhấn chìm trong vùng biển cách cảng Gambo khoảng 42 km về phía đông vào chiều ngày 19 tháng 2. Ngày 21 tháng 2, một máy bay chở khách cỡ nhỏ của không quân Nigeria đã bị rơi tại thủ đô Abuja, khiến toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng. Theo người phát ngôn của lực lượng không quân Nigeria, đây là một chiếc máy bay Beechcraft King Air B-350i đang dự định bay từ thủ đô Abuja đến thành phố Minna, cách đó khoảng 110 km về phía tây bắc. Sau khi cất cánh, máy bay đã báo lỗi và cuối cùng đã rơi khi đang trở lại sân bay Abuja. Còn theo báo chí địa phương, tổ lái trên máy bay đã thông báo về trục trặc động cơ chỉ khoảng 6 phút sau khi cất cánh. Họ mất gần 3 phút để quay trở về sân bay và hạ cánh khẩn cấp. Máy bay va chạm với đường băng trong giai đoạn cuối của quy trình hạ cánh. Một nhân chứng tại hiện trường cho biết họ ngửi thấy mùi cháy hóa chất nhưng không thấy lửa hay khói. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Liên quan tới đợt thiên tai khắc nghiệt đang diễn ra tại miền Trung nước Mỹ, theo truyền thông sở tại, số người thiệt mạng do đợt băng giá hiện nay đã lên hơn 70 người. Trong khi đó, hàng chục triệu người vẫn đang chật vật với tình trạng không có nước sạch để dùng và cũng không có cả điện trong nhiều ngày liền, dù có lúc nhiệt độ xuống tới âm vài chục độ C. Từ ngày 14 tháng 2 đến nay, ít nhất đã có 7 bang ở Mỹ xác nhận có người tử vong do bão tuyết giá lạnh mùa đông. Phần lớn trong số này xảy ra tại bang Texas sau sự cố mất điện hàng loạt khiến hàng triệu người phải sống trong nhiệt độ giá lạnh, không nước nóng, không máy sưởi và không có cả nước sinh hoạt do hệ thống đường ống bị đóng băng. Mặc dù đến nay tất cả các nhà máy điện đã hoạt động trở lại, song vẫn còn khoảng 300.000 hộ gia đình, chủ yếu ở Texas, Louisiana và Mississippi vẫn chưa có điện. Đối với hàng chục triệu người vẫn chật vật với tình trạng thiếu nước sạch, nhiều thành phố đã quyết định cung cấp nước đóng chai, nhưng người dân phải tự đến lấy. Rất khó để đến được điểm để nước đóng chai. Chúng tôi phải đun sôi nước để đưa bát hay làm bất cứ cái gì. Hiện chính phủ Mỹ đã ban bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng tại bang Texas nhằm cho phép triển khai các hoạt động cứu trợ của liên bang.
Đại dịch COVID-19 chưa biết khi nào mới được kiểm soát trên thế giới. Vậy nên gần đây, nhiều gia đình tại Italia có xu hướng bỏ cuộc sống thành thị để chuyển về vùng quê sinh sống vì nhiều lý do. Đại dịch COVID-19 có thể sẽ thay đổi cuộc sống của cậu bé Nathan 4 tuổi mãi mãi khi gia đình cậu là một trong số rất nhiều gia đình tại Milan chuyển về tỉnh Brianza thuộc vùng Lombardy để sinh sống. Chúng tôi đã ở Milan từ khi dịch COVID-19 bùng phát và quyết định chuyển tới đây. Cuộc sống ở đây thật sự vui vẻ và không có nhiều người nên hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh. Nhiều người cho biết khi chuyển về vùng quê sinh sống, họ được hít thở không khí trong lành. Đại dịch COVID-19 cho họ thêm một lý do để hiện thực hóa mong muốn được ấp ủ từ lâu này. Theo báo cáo chính thức, dân số của Milan đã giảm hơn 13.000 người chỉ trong một năm qua. Một phần là do số người di chuyển khỏi thành phố này. Nhiều người cho biết họ chưa có kế hoạch quay trở lại cuộc sống phồn hoa nơi đô thị, kể cả khi đại dịch kết thúc. Là món đồ chơi của trẻ nhỏ, nhưng gấu bông sau khi qua bàn tay của một nghệ sĩ người Jordani là sở hữu khuôn mặt của người già. Mục đích của dự án là mang đến một cái nhìn mới lạ về quá trình già đi của con người. Mahmoud Al-Atiyat làm nên những mặt nạ người già và gắn chúng lên mặt của những con gấu bông. Mỗi tác phẩm anh mất khoảng từ 1 tuần đến 3 tháng để hoàn thành. Hầu hết chúng ta khi đến một độ tuổi nhất định nào đó lại cảm thấy mình như trẻ con. Người lớn tuổi bắt đầu cảm thấy cần có nhiều tình cảm hơn và nhiều sự chú ý hơn như là một đứa trẻ nhỏ vậy. Chúng ta cần thông cảm với họ và hòa nhập cùng với họ vì họ như đã trở về thời thơ ấu, cả về cảm xúc lẫn hành động. Một số tác phẩm được Mahmoud bán đi, số còn lại được anh giữ cho riêng mình để dùng cho các triển lãm hay các cuộc thi. Thông tin cập nhật, tối qua một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn xã Hòa Sơn, tỉnh Hòa Bình khiến 3 người tử vong và 3 người khác nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 19 giờ tối 21 tháng 2 tại cửa một quán karaoke thuộc khu vực thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nhóm 6 người này đang hát karaoke cùng nhau thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Các nạn nhân tử vong được xác định là một nam và hai nữ đang ở độ tuổi thanh niên. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc hiện đang được các đơn vị của Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều với các thông tin được cập nhật trong ngày. Xin kính chào tạm biệt.